Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về chiến thằng mà livestream Võ Hà Linh nè các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết những ngày vừa qua cô ấy liên tục bị nhiều cộng đồng mạng tẩy chay, ném gạch đá liên tục vì cái hành vi mà giống như livestream rồi các cửa hàng mà sập sàn á, rồi đi đến quán ăn mà review rồi làm cho giống như nhà hàng người ta bị thiệt hại á. Nhiều người nói là chưa ăn mà nói vậy rồi ai dám tới ăn, rồi các nhà hàng đồng loạt mà treo biển cấm không tiếp, thấy cô ta tới là đuổi đi ngay đó. Cụ thể nội dung như thế này: Hà Linh tiếp bước danh sách review tiêu cực bị anti fan, nhưng có một tiktoker khác còn tệ hơn nhiều. Không chỉ có Hà Linh, một số tiktoker khác cũng bị anti fan bởi review tiêu cực của mình. Những ngày gần đây, các cư dân mạng ở khắp nơi đều không ngừng xôn xao trước việc chiến thần Hà Linh đã bị anti fan hàng loạt màn review mà hàng quán của cô đã bị đào lại và mổ xẻ. Trong đó đa số các clip được cô là chê vô lý, trong đó nội dung khen chê trước sau bắt nhắc. Làn sóng anti fan lên cao trong group của anti Hà Linh, có số lượng người tham gia tăng lên nhanh chóng đến 122.000 người luôn. Có thể nói sau thời gian được nhiều người xem càng ngày á, thì Hà Linh có thêm nhiều anti fan hơn. Một trong những lý do đó là đến từ việc review tiêu cực với các nội dung chê, nội dung bị dân mạng đánh giá là review sai, review vô lý. Đây không phải là review đầu tiên rơi vào tình trạng này. Trước Hà Linh á, từng có một tiktoker với lối mà review tiêu cực, đó chính là Nono và cô gái có râu. Hai tiktoker này đã lùm xùm và rước về không ít anti fan. Đáng nói Nono và cô gái có râu đã không bị các hàng quán dán biển miễn tiếp mà dán biển là cấm vĩnh viễn và đuổi đi luôn. Trong đó có thể thấy Nono đã bị tẩy chay dữ dội hơn. Có thời điểm nam tiktoker này bị tẩy chay trên khắp cả nước. Thảm nhất là kể đến việc Nono bị nền tảng TikTok á xóa tài khoản tới 2 lần luôn, thiệt hại lên tới gần 2 tỷ đồng theo như Nono nói như vậy á, thì không biết có thể hay không. Và dù đã nhiều lần xin lỗi, khóc lóc và xin được làm lại nhưng cũng không ai ủng hộ, có lẽ là Nono đã hết thời. Có thể thấy hiện tại với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội thì việc ngày càng nhiều TikToker á là điều hiển nhiên thôi. Tuy nhiên để lựa chọn nội dung ra sao á, hoạt động thế nào là chuyện không hề dễ dàng nha. Để có thể giữ chân người xem đến với mình, phải làm sao mà cho đúng, không sai kìa các bạn à.